một đoạn video clip hồi năm 2012 ghi lại cảnh Nguyễn Xuân Phúc khi đó là Phó Thủ tướng đã đến hành lễ tại chùa Ba Vàng cùng sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh. Hồi năm 2019, trong vụ bê bối gọi vong, hình ảnh của các lãnh đạo cao cấp đã từng đến thăm chùa Ba Vàng cũng đã bị gỡ sạch khỏi trang web của ngôi chùa. Những hình ảnh của các lãnh đạo đảng và nhà nước như Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Lê Hồng Anh chụp cùng sư trụ ngôi chùa này, tất cả đều bị biến mất khỏi website. Một số người nhận định, các chức sắc chùa Ba Vàng phải cho gỡ bỏ những hình ảnh này là theo chỉ đạo từ cấp trên. Bởi vì chùa này từ lâu có mối quan hệ mật thiết với các lãnh đạo cao cấp, từ trung ương đến địa phương. Tài khoản YouTube chùa Ba Vàng hiện vẫn còn lưu một video clip từ cuối năm 2012, ghi lại cảnh Nguyễn Xuân Phúc khi đó là Phó Thủ tướng, đã đến hành lễ tại chùa Ba Vàng cùng sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh. Trang VN Express từng đăng tải video clip về 10 năm biến đổi quy mô của chùa Ba Vàng. Theo đó, ban đầu chùa được xây dựng bằng gỗ, năm 1993 chùa được trùng tu. Đến năm 2011 chùa được khởi công xây dựng với quy mô lớn kỷ lục, từ năm 2003 đến 2019, diện tích của chùa này đã tăng hơn 20 lần. Vì sao chùa Ba Vàng có thể chiếm dụng hàng ngàn mét vuông đất, lấn rừng quốc gia, xây chùa thật to, rồi sau đó thực hành những hoạt động tâm linh, bá đạo, móc túi người dân hàng trăm tỷ mỗi năm, thế nhưng không có cơ quan chức năng nào dám đụng tới? Các lãnh đạo đảng và nhà nước nào đã bảo kê cho ngôi chùa này? Tuy câu hỏi này hiện chưa có lời đáp, nhưng việc Thái Minh từng bị kỷ luật sám hối trong vụ bê bối gọi vong mà vẫn giữ được ghế trụ trì cho thấy có lãnh đạo cấp cao đứng sau ông này.